có sai lầm khi tiến quân vào Campuchia hay không? Nhân kỷ niệm 40 năm ngày quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào Campuchia để chống dứt chế độ diệt chủng Khmer Đỏ ngày 7 tháng 1 năm 1979, báo chí chính thống đã đồng loạt đăng tải nhiều bài viết ca ngợi sự kiện này. Những bài này đều khẳng định rằng quân đội Việt Nam đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, cứu cả một dân tộc thoát khỏi nạn diệt chủng trong thế kỷ 20, chứ không xâm lược Campuchia như các nước trong Liên Hợp Quốc từng lên án. Chẳng hạn, tướng Hoàng Kiên nói rằng thế giới nợ Việt Nam một lời xin lỗi về vấn đề Campuchia. Trong tuần qua, dư luận phi chính thống đã phản ứng lại các hoạt động tuyên truyền này theo hai hướng. Trong hướng thứ nhất, họ nói hệ thống tuyên truyền Việt Nam đang che giấu một sự thật rằng Khmer Đỏ có tên thật là Đảng Cộng sản Campuchia. Dựa vào tình tiết này, họ đánh đồng Đảng Cộng sản Việt Nam với Khmer Đỏ và viết rằng các đảng Cộng sản từng cầm quyền đều gây ra nhiều tội ác. Trong hướng thứ hai, họ nhấn mạnh những thiệt hại mà cuộc chiến ở Campuchia gây ra cho Việt Nam để khẳng định rằng cuộc chiến này là một sai lầm chứ không phải là một chiến thắng như báo chí chính thống đang tuyên truyền. Chẳng hạn, ông Ngọc Vinh, thư ký tòa soạn của báo Tuổi Trẻ, nói với BBC tiếng Việt rằng Việt Nam đã mắc bẫy Trung Quốc khi phát động cuộc chiến. Ông Vinh cho rằng Việt Nam càng lún sâu vào Campuchia thì Trung Quốc càng được lợi, Thái Lan cũng được lợi, Mỹ cũng được vuốt ve tự ái từ vết thương do Việt Nam gây ra. Trong khi đó, cuộc chiến này khiến Việt Nam thiệt hại nặng vì bị mất mát nhân mạng, bị quốc tế cô lập và không có thời gian để hồi phục sau 30 năm chiến tranh với Pháp và Mỹ. Ông Vinh cũng viết rằng, do đã dàn dựng trước các chi tiết cho kịch bản Campuchia, nên Trung Quốc thảnh thơi đem quân xâm chiếm Việt Nam một cách bất ngờ sau khi Việt Nam tiến qua Campuchia để thực hiện chiến lược thôn tính Biển Đông của họ có từ thời Mao Trạch Đông. Chiếm đất biên giới và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đặt chân vững chắc lên quần đảo Trường Sa, kiểm soát hoàn toàn đường ra biển của Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Cuối cuộc phỏng vấn, ông Vinh viết rằng, sau ba cuộc chiến tranh liên tiếp, máu đổ thành sông, xương chất thành núi, người Việt giờ chỉ muốn hưởng thụ hòa bình. Vì vậy, Việt Nam nên tránh rơi vào một cuộc chiến tranh khác và nên tận dụng từng phút giây hòa bình để phát triển đất nước. Vậy có phải hệ thống tuyên truyền Việt Nam đang che giấu một sự thật rằng Khmer Đỏ có tên thật là Đảng Cộng sản Campuchia như giới chống cộng đang nói hay không? Ngày 7 tháng 1 năm 2014, website Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đăng một bài viết dài về lịch sử của Đảng Cộng sản Campuchia, thường được biết đến dưới cái tên Khmer Đỏ. Bài này cho biết, đến năm 1981, nhóm Khmer Đỏ đã chính thức tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản và tự đổi tên từ Đảng Cộng sản Campuchia thành Đảng Campuchia Dân Chủ. Nếu giới chống cộng không đánh đồng Khmer Đỏ với nền dân chủ vì cái tên này, họ cũng không nên vội đánh đồng Khmer Đỏ với các đảng Cộng sản. Về phần trả lời phỏng vấn của ông Ngọc Vinh trên BBC tiếng Việt, chúng tôi ủng hộ quan điểm rằng Việt Nam nên tránh rơi vào một cuộc chiến tranh khác và nên tận dụng từng phút giây hòa bình để phát triển đất nước. Tuy nhiên, chúng tôi không đồng ý với một số chi tiết mà ông Vinh đưa ra. Thứ nhất, khác với mô tả của ông Vinh, thực ra Việt Nam đã cố tránh một cuộc chiến tranh ở Campuchia. Trước khi chiến tranh nổ ra năm 1979, Việt Nam đã có 9 năm xung đột với Khmer Đỏ. Trong đó, phía Việt Nam hầu như chỉ đàm phán để tìm giải pháp hòa bình và tổ chức phòng ngự. Cụ thể, từ năm 1970 đến năm 1973, Khmer Đỏ đã gây ra 174 vụ tập kích để cướp vũ khí, lương thực, giết hơn 600 cán bộ và binh lính miền Bắc Việt Nam. Sau khi lên nắm quyền ở Campuchia, Khmer Đỏ chiếm đảo Phú Quốc vào ngày 4 tháng 5 năm 1975 và hành quyền 500 dân thường Việt Nam trên đảo Thổ Chu chỉ 6 ngày sau đó. Từ năm 1975 đến năm 1978, Khmer Đỏ đã nhiều lần đánh sâu vào đất liền Việt Nam, tàn sát hơn 30.000 người Việt và khiến 300.000 người khác phải di tản. Trong quá trình xung đột đó, Việt Nam từng đánh sâu 30 km vào lãnh thổ Campuchia năm 1977 và từng đề nghị thương lượng để ký kết hiệp định biên giới vào năm 1978, nhưng Khmer Đỏ vẫn tiếp tục đưa kế hoạch xâm lược Việt Nam vào trong nghị quyết. Việt Nam từng đề nghị Trung Quốc làm trung gian hòa giải và đề nghị Liên Hiệp Quốc lên tiếng, nhưng cả hai đề nghị này đều không được phản hồi. Trong tình thế đó, lựa chọn duy nhất của Việt Nam là tạm thời chiếm đóng Campuchia để diệt tận gốc chế độ Khmer Đỏ. Các số liệu cũng cho thấy,
Việt Nam đã hạn chế được thiệt hại nhờ chiếm đóng Campuchia. Từ năm 1977 đến khi chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, có 55.000 binh sĩ Việt Nam hy sinh. Trong đó, có 30.000 người hy sinh trong một năm trước khi phát động chiến tranh và 25.000 người hy sinh trong 9 năm rưỡi chiếm đóng. Quan trọng hơn, việc tạm chiếm Campuchia đã giúp Việt Nam giữ được chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ sinh mạng dân thường. Trong khi đó, Trung Quốc có chủ động bẫy Việt Nam vào cuộc chiến này để trục lợi hay không? Khi Trung Quốc phát động chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 để cứu Khmer Đỏ, Trung Quốc đã phải chủ động rút quân khỏi Việt Nam, trong khi Việt Nam tiếp tục đóng quân ở Campuchia thêm 12 năm và có ảnh hưởng đến nền chính trị Campuchia thêm 20 năm nữa. Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng không hề đặt chân vững chắc lên quần đảo Trường Sa, kiểm soát hoàn toàn đường ra biển của Việt Nam và các nước Đông Nam Á như mục tiêu mà họ đặt ra. Năm 2015, Việt Nam kiểm soát 48 điểm trên quần đảo Trường Sa, trong khi Trung Quốc chiếm 8 điểm, Đài Loan chiếm 1 điểm, Philippines chiếm 8 điểm, Malaysia chiếm 5 điểm. Số điểm đảo mà Việt Nam kiểm soát năm 2015 cũng cao gấp đôi năm 1990. Như vậy, trong cuộc chiến tranh ở Campuchia, Việt Nam đã đạt được mục tiêu bảo vệ chủ quyền của mình, trong khi Trung Quốc không đạt được những mục tiêu của họ. Cần lưu ý rằng, các nước yêu chuộng nhân quyền như Anh và Mỹ có trách nhiệm lớn trong sự lộng hành của Khmer Đỏ và việc Việt Nam phải can thiệp sâu vào Campuchia. Theo một bài viết trên BBC tiếng Việt hồi tháng 11 năm ngoái, thì Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Mỹ, Anh và Thái Lan đã đồng loạt hỗ trợ Khmer Đỏ. Cụ thể, Mỹ đã yêu cầu các tổ chức cứu trợ quốc tế chỉ cấp viện cho các vùng do Khmer Đỏ kiểm soát, chứ không viện trợ cho các vùng do nhà nước mới của Campuchia kiểm soát, cũng như cho Việt Nam. Ngoài ra, Mỹ liên tục bỏ phiếu ủng hộ việc Khmer Đỏ có ghế ở Liên Hiệp Quốc, khiến họ giữ được ghế này đến tận năm 1993, tức 14 năm sau khi chế độ Pol Pot bị lật đổ. Trong khi đó, Anh đã cử lực lượng đặc nhiệm SAS sang huấn luyện cho các nhóm du kích từng phối hợp với Khmer Đỏ trong cuộc chiến chống Việt Nam. Còn Thái Lan đã cấp đất cho Khmer Đỏ xây căn cứ để hoạt động. Bức tranh phức tạp vừa nêu là kết quả của một quá trình dài khi Đông Dương bị biến thành một đấu trường nóng của chiến tranh lạnh. Khi xung đột đã sẵn có ở cả trong lẫn ngoài nước, chúng ta sẽ không đạt được hòa bình lâu dài bằng cách che giấu xung đột và trì hoãn chiến tranh. Để có hòa bình trong tình huống đó, chúng ta cần hành sự tỉnh táo trước lòng tham của ngoại quốc và của chính mình. Đừng biến mình thành kẻ hận thù, cơ hội, ảo tưởng sức mạnh, chỉ biết thăng tiến bằng cách đánh thuê cho ngoại bang như Pol Pot từng làm ở Campuchia và giờ chống cộng Việt Nam đang làm trên Internet.